Trước khi nói về công nghệ đèn led thì cháu nói một chút về cái tại sao ở đây là cháu lại bọc thêm những cái lớp như thế này ạ. Trước ở Đà Lạt thì xảy ra cái nạn virus ạ, trên họ cả rất là nặng, cho nên tập trời thì cũng có cải tiến làm sao mà để tạo ra cái con sạch bệnh cho bà con nông dân, thì có bao bọc một cái lớp dưới 50 mét cái chi của chúng nó ạ. Thì nó sẽ hạn chế được bọ chích vào đây rất là nhiều. Ở đây thì cửa ra vào thì lúc nào ra vào là cũng phải đóng cửa, cho nên bọ chích thì ra là rồi. Cho nên cái con xuất vườn ra thì nó sẽ không bị rất là ít về cái virus. Và bình thường mọi người sẽ thấy là hay bọ chích nó sẽ tập trung ở trên cây thôi đúng không ạ? Nhưng mà không ạ, nó tập trung cả ở dưới đất nữa đấy ạ. Cho nên nếu mà mình tiến hành một cách triệt để nhất, mình phun trên cây, ngoài ra thì mình còn tiến hành xử lý xung quanh vườn, thì mình sẽ áp dụng đồng bộ nhất đấy ạ. Để quản lý cái virus cho mình. Rồi, em Thư sẽ nói một chút về cái công nghệ đèn led để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn ạ. Cơ sở. Nóng đúng không ạ? Tại sao là nóng? Ở dưới đây nó có cái nếp trắng, cho nên cơ sở. Bị hiệu ứng á, Nắng nó chiếu vô cái... Dạ, về cái đèn led này ấy, thì... em sử dụng cái này là tỷ lệ ánh sáng, thì trong ánh sáng trắng thì nó có rất là nhiều ánh sáng, nhưng mà ở trong đây thì có hai loại ánh sáng là ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ, thì em đang sử dụng theo tỷ lệ 6:4 và cũng có cái hỗn hợp, cũng có một vài cái mình xen vào hỗn hợp 5:5 7:3 cũng có. Thì mình sử dụng ánh sáng xanh là ánh sáng đỏ, tại sao là vì ánh sáng xanh ánh sáng đỏ nó sẽ cần thiết cho cây. Đối với chỗ mà ánh sáng xanh thì cây sẽ phát triển về cái phần mà chiều bề ngang của nó, để nó phát triển về cái phần bề ngang. Còn cái cây mà ánh sáng đỏ thì nó lại phát triển về bề dọc, nó sẽ vươn lên. Nên là em muốn cái cây của em ấy thì nó mập, nên là em sử dụng ánh sáng xanh nó nhiều hơn tỷ lệ ánh sáng đỏ. Đó là về cái phần mà tỷ lệ ánh sáng ở đây. Thì thời gian chiếu của cái này ấy, đối với ớt ấy, thì nó lại cần ít hơn cà chua. Thì ở đây em lại chiếu theo khoảng 2 tiếng trong một vòng thôi. Còn và theo thời tiết ở đây mùa nữa. Ở đây thì vào mùa nắng ấy thì nhiều ánh sáng hơn ấy, thì em lại giảm thời gian chiếu lại, còn mùa mưa thì em lại tăng lên 4 tiếng một ngày. Thì đối với cà chua này nó cần nhiều hơn, thì em lại tùy vào cái lượng cây ở trong này mà em thời gian chiếu của nó khác nhau nữa. Đó là nói sơ qua về cái phần ánh sáng tại sao em sử dụng thôi. Thêm một cái nữa là em có sử dụng đèn led này ở trong cái phần mà để thi con, để thuần dưỡng thi con. Là thực ra ấy thì mình nói là chắn sáng 100%, nhưng mà tại sao phải để đèn led trong nhà thuần dưỡng cây con, là tại vì khi mà cái cây nó ở trong đó nó vẫn cần quang hợp, khi mà nó quang hợp ấy thì nó sẽ nhanh liền cái vết thương này hơn, nó đẩy chất dinh dưỡng này, nó cần thì nó sẽ nhanh liền cái vết thương này hơn. Nhưng vì sao mà em có để trong cái thuần dưỡng này? Chắn sáng nữa tháng nữa luôn, hai cái, một cái số tư, một cái hai, em có để trong kia hai cái. Cho hỏi thêm cái cà chua là mình thắp nó mấy giờ? Cà chua thì em thắp, nếu mà con này vườn này cà chua nhiều hơn thì em tăng 3 giờ. Còn cái mùa khô, mỗi cái mùa mà mùa mưa ấy âm u nhiều thì em lại cần ánh sáng nhiều hơn, thì em tăng lên 4 giờ. Còn khi mà ớt thì nhiều thì em lại không. Nếu chẳng hỏi thì cái giá đèn giờ họ bấm em thăm khỏi rồi, chứ cũng không chắc chắn được. Ở bên ngoài đó thôi. 500.000 cho một bóng á. Em cũng nghe thông tin là cái công ty Rạng Đông ấy, người ta cũng đang nghiên cứu và sắp tới là sẽ ra đèn led đấy ạ. Phục vụ cho nông nghiệp. Tại sao mà ví dụ như là những cái hôm mà trời âm u, tại sao cây của mình nó rất là ống ạ? Đúng không ạ? Những cái hôm mà trời âm u ạ, đấy thì đấy là cái quyết định của ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ đấy ạ. Đấy, ví dụ những cái hôm mà trời nắng như này thì ánh sáng xanh sẽ rất là nhiều, đúng không ạ? Thì làm sao cây nó mập ra, sẽ hạn chế sự vươn bóng. Thì mọi người có câu hỏi gì đối với vườn dâu không ạ? Thì vì nếu mà cái trời âm u á thì mình phải cầm cái ánh sáng nó phải là trên khoảng 50.000, chứ còn nếu mà mình để cái ánh sáng yếu nó chỉ khoảng 30.000 nó sẽ bị bóng cái cây thôi, nó sẽ cao lên thì nó yếu. Vì sao mình phải ánh sáng trên 50.000 thì 50.000 70.000 thì cái cây nó mập và lúc nó trồng được nó khỏe hơn. Hy vọng trong cái chuyến đi tham quan ở Lộc Trời thì mọi người cũng đã
tích lũy cho mình thêm một chút những cái kinh nghiệm về nông nghiệp cũng như là nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ thông minh. Tôi cây giống bao nhiêu ngày tuổi thì mình mới đưa vô đây mình chiếu? Dạ từ nhỏ luôn ạ. Từ nhỏ. Tôi vừa gieo là mình đã chiếu rồi. Dạ. Ổ nảy mầm, ổ nảy mầm rồi là đưa vô đây luôn. Dạ. Rồi khi mình trồng đó là có cái cây mình chọi ở dưới đít lên để mình mới lấy ra nguyên cái này phải không? Dạ đúng rồi, nó sẽ có một cái để có cái bàn ở bên kia đúng không? Dạ, đúng mình để cái này lên cho mình nặng xương cái rồi. Mình có so sánh giữa cái hiệu quả giữa cái một bên mình chiếu và một bên cái cây giống mà không chiếu đó, cái hiệu quả nó như thế nào? Thì cái cây này cái cây mà khi mình chiếu thì nó mọc hơn. Nhưng mình có so sánh tới cuối năng suất sao đánh giá? Không, tại vì nó sẽ ảnh hưởng chủ yếu từ cây con thôi. Còn khi mà ra ngoài thì anh sẽ ảnh hưởng từ cái việc mà anh tác động kỹ thuật vào cái việc mà khi mà anh trồng. Tại vì thời gian anh trồng ấy, nó sẽ tận 4 tới 6 tháng rồi thì nó sẽ ảnh hưởng hơn. Còn cây con khi ra ngoài thế là cái còn muốn cây con nó khỏe mạnh đó thì mình xài cái này để cho cây con nó lớn nó mập nó khỏe mạnh. Cái mà anh cần một cây con yêu cầu khi ra ngoài ngoài vườn để ra ngoài trồng ấy, là thứ nhất là bộ rễ đủ, thứ hai là cây không bị bệnh, để đắt khỏe, lá dày, thì nó sẽ là cái cây ra mình trồng là đủ yêu cầu rồi. Còn nếu mà cái cây mà ít rễ mà nó bị lấy thì lại không yêu cầu, nó bị yêu cầu của cây ra ngoài vườn thôi, nên cây con nó chỉ yêu cầu có như đó thôi. Nói chung là ánh sáng nó cũng chỉ là bổ sung một phần thôi ạ. Còn quan trọng nhất là vẫn là dinh dưỡng trên cây trồng của mình ạ. Cây mà có khỏe thì nó mới hạn chế được sâu bệnh ạ. Cái dinh dưỡng rất là quan trọng đấy ạ. Đấy lẽ nó chỉ là cũng là bổ trợ thêm thôi, chứ nó không phải là chủ yếu. Nếu mình không có câu hỏi gì hơn, mình dịch chuyển lên trên.